Em say chào các bạn nhá. Lúc nãy vội quá nên cầm cái điện thoại quay luôn ở bên vườn em công chim sẻ. Bây giờ sai bắt đầu vào lấy máy ra để chia sẻ với quý vị rồi. Anh Tuấn ơi, đây video mới đấy, anh cứ chào quý vị một chút đi ạ. Chào các anh em nhé. Đây thưa quý vị, ở đây là anh Tuấn thầy chùa. Nick Facebook là Khoai Bi, vừa rồi là Tuấn Phương nữa. Facebook. Anh Mười ơi, em chào anh. Chào em. Vâng, anh Mười là Dương Văn Mười, chủ nhân cũ của tác phẩm Tiên Lão Ông Trần nhỉ. Và vừa rồi có tác phẩm Thành Đồng Tổ Quốc. Đấy, và có một bộ ba nữa quý vị ạ. Mời quý vị nào lên Thường Tín thì alo cho anh Mười. Còn đây là em Công Chim Sẻ. Cảm ơn các anh đã về Ninh Bình để vừa giao lưu của em Công này, xong lại vừa ngắm cây cho anh em này và động viên các em. Đấy, mời các anh ngắm cây nhá, để em chia sẻ khoảnh khắc này nhá. Dạ. Toàn kết của Công thì nó giữ thì bây giờ an nhiên này ý chú hôm nay như nào? Hay gì kiếp. Rồi anh cứ ngắm đi đã. Tất nhiên là anh thì em biết rồi, không cần nói nhiều. Anh Tuấn nhỉ? Anh ngắm thì anh suốt rồi. Vâng. Bây giờ chú cho cái ý của chú hôm nay nào, nếu có thiện chí bán hôm nay lắng ngồi như này, anh đến vứt vải này chú xem. Có ý quái không anh không thì để anh tính. Cái cây này là trước là hôm nói với người là anh mới cả đeo ăn sai, mà lúc ý là điều kiện chú cũng chưa có. Vâng, đúng không? Vâng. Và mua cái cây này ở chỗ Minh Giữa. Vâng. Và chính anh là người chọn chú cái cây. Vâng. Và khuyên chú này về tuổi, nhưng mà ngày xưa là cái thân chủ lại hơi có. Vâng. Bảo chú là luôn giữ các cái tay cành này, bây giờ độ cồn nó cao chưa? Vâng. Trước nó hơi bị tóp cái thân chủ. Đúng không? Bây giờ nó nở ra rồi anh Tuấn nhận hết rồi. Và thêm khoảng hết năm nay thì nó xù, nó đủ độ côn thôi. Vâng. Ngày xưa nó chỗ này nó hơi thóp. Được rồi, vấn đề ý là vấn đề đường thường, vấn đề bây giờ chú... Anh nói vậy là khổ Mười đấy. Chú có... hôm nay có ưu ái ông anh không? Để ông anh về mua tiếp. Trời rất là của Minh Dưỡng. Vâng. Hôm nay em... Cái đấy nó khác nhỉ? Trời nắng rồi, em nhiều biết nó khác nhiều. Khác thật. Hôm đấy luôn. Biết lý do à? À hôm nay cả em đi nữa mà. Vâng, cả em à. Nói chung là toàn chỗ người nhà đấy. Cái nắng à. Bây giờ nuôi chút hai anh nên nói chuyện với nhau. Thật sự tất nhiên là cây gối thì chúng em có lãi thì chúng em rút mua bán. Nói thật, nhưng mà em nghĩ đi nghĩ lại thì chúng em ấy thì giờ mới có một cây để chơi anh ạ. Được chơi chứ không phải để chơi. Anh thì có rất nhiều tác phẩm quý, anh Tuấn cũng vậy, mà tất cả các anh ở trên làng cây cảnh thế.
Đây là xin phép anh thật sự, không phải là em kiêu kỳ đâu anh nhá. Chơi cây không kiêu anh ạ. Cần tiền là phải nói cần tiền, mà muốn chơi thì bảo đón chơi. Còn có lãi là bán anh ạ. Đúng rồi. Đấy. Tất nhiên là chú xem chắc chắn là có lãi rồi. Vâng. Thế vừa rồi em bắt được cả đôi long kìa, vì anh Mười hay chơi đồ cổ, anh Mười để ý em đôi long phát này. Đấy, đôi long này em mua của anh Vân ở Gia Lâm. Vâng. Vân Sơn. Vân Sơn. Vân Mây. Gọi là Vân Mây đấy ông anh. Bằng tuổi các anh không nhỉ? Đấy vâng. Em cũng theo đuổi 3 năm. Đúng 3 năm theo đuổi đôi long này anh ạ. Đấy anh ạ. Bên này cái bên này cũng mịn này anh này. Đó. Ai có một cái trực ở giữa nhỉ anh nhỉ? Tuyệt vời. Anh đánh giá đôi long như thế nào ạ? Đôi ba long này thì là tương đối kỹ đấy. Vâng. Thân một đục nạc không anh? Đục nạc mà tương đối kỹ, tay bông là kỹ rồi. Vâng. Cây có già không anh? Em hỏi anh tí, anh là người. Cái này là già. Già đúng không anh? Thế một cái trực nữa chơi bộ ba nhà cổ thì bảo. Hoặc là để hai bên cửa cũng được. Đúng rồi. Cửa cũng được. Không thủy làm. Dạ vâng. Không thủy. Đúng không thủy đúng không anh? Đấy. Hôm nay các anh nắng này mà các anh về để đi tìm cây này. Em không bao giờ nghĩ đâu, em nhắc lại một tí, anh xuống Cường Trọc anh hỏi cả vườn. Đời em nói rất thật. Quý vị ơi, Vionsai không bao giờ nói sai một cái gì cả. Vì Vionsai đang đại diện cho công chúng. Tức là đi chia sẻ những cái khoảnh khắc đúng nhất, thật nhất của làng cây cảnh nói chung, đúng không ạ? Và các nhà vườn nói riêng. Vionsai giật mình khi anh Mười có hỏi em Cường là bây giờ cả cái sân này là khoảng bao nhiêu tiền. Và hai người đã có bàn bạc nhau rồi thì không biết được với nhau, đến với nhau hay không thì Vionsai chưa biết. Nhưng em muốn chúc anh làm sao là anh là một người đại diện cho những người chơi tiếp theo ấy. Em nghĩ là anh mua thì anh phải có việc của anh rồi. Ok em. Đấy. Okay. Thật sự là như vậy. Tất nhiên là anh mua cho anh, thứ nhất là cho anh. Vâng. Giúp một số anh em. Vâng. Tức là anh mua vườn về thì anh giữ một vài cây, anh em một vài cây đúng không ạ? Đúng rồi. Và Vionsai có đăng ký một cây đấy rồi mà. Em vẫn thích cây trường hoành của Cường đấy, em đăng ký một cây rồi. Không phải là nick Vionsai đôi long phần một. Cũng đẹp, đẹp mà. Đôi long phần một đẹp. Chân bệ mà già hay là cái thân một này, nó không phải là thân chóc. Còn wow. Mua bán ở việc của các anh em thì nhìn thấy và em nói mà hỏi có già không, mà long, nhìn như thế này thì đừng nói là có già long không. Thì đa số là thân chóc, kiếm wow. Cái thân một này cũng hiếm đấy, không dạ. Dễ kiếm đâu. Quan trọng nhất là thì đấy, là bông đẹp rồi mà. Bông đẹp rồi mà. Hết cảnh này. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, ok. Vui nhá. Nói chung là cần các anh thích đồ thì đã vui lắm rồi. Đi ăn như thế này. Vâng. Quay về ăn như thế này. Thank you.